xin chào mọi người. Ngày hôm nay thì Nguyên xin review với mọi người về một bộ sản phẩm dưỡng trắng da đang rất là hot trên thị trường và Nguyên rất là thích sử dụng bộ sản phẩm này. Sản phẩm đầu tiên trong bộ sản phẩm này đó là sản phẩm ủ trắng thay hoạt tính. Thì sản phẩm này rất là đặc biệt là nó sẽ giúp da của bạn mực từ 1 đến 2 tuần ngay lần đầu tiên sử dụng và nó cũng không làm cho da bạn bị vàng lâu như những cái sản phẩm khác trên thị trường, và nên là Nguyên rất là thích sử dụng cái sản phẩm này. Sản phẩm thứ hai đó là sữa tắm trắng hàng ngày. Thì cái sữa tắm trắng hàng ngày này có những cái hạt massage nó giúp cho da của mình được tẩy tế bào chết và được dưỡng trắng sâu hơn. Sản phẩm tiếp theo mà Nguyên rất là thích luôn, ngày nào Nguyên cũng sử dụng hết, đây là kem dưỡng hàng ngày ban đêm và ban ngày. Thì cái chất kem của hai cái sản phẩm dưỡng trắng này nó rất là bền bỉnh. Mình sẽ test thử cho mọi người thấy luôn nha. Mình sẽ xịt một ít kem lên trên tay cho nó chấm đều lên tay như thế này. Sau đó mình sẽ xoa đều trên da để giúp kem thẩm thấu vào da. Sau khi mà mình xoa đều kem xong thì mình thấy là da nó sẽ được trắng hơn và nó không hề bị đổ bên kem. Và mùi thơm của nó thì rất là dịu nhẹ luôn nha. Nó mọi người thấy rõ, da Nguyên trắng hơn một chút xíu rồi đúng không? Và không hề thấy hơn kem luôn. Thì ngoài ra thì cái sản phẩm dưỡng da ban đêm và ban ngày này có một điều đặc biệt là nó có thêm một cái tính năng nữa của kem ban ngày là nó có thể chống nắng và make up nhẹ cho da. Nên là những bạn nào mà cần ra ngoài mà ví dụ bạn đi chụp hình hay gì đó và muốn da mình trắng sáng hơn thì bạn có thể sử dụng một cái lớp kem này khi mà đi ra ngoài. Ok, nên mình đã mới review xong về bốn cái sản phẩm của Skin AEC. Thì Skin AEC đang có một chương trình khuyến mãi rất là đặc biệt, đó là khi mà bạn mua 3 sản phẩm kem ủ trắng, sữa dưỡng da, kem dưỡng da ban ngày và ban đêm thì bạn sẽ được tặng một chai sữa tắm trắng hàng ngày. Và cái chai sữa tắm trắng hàng ngày này giá của nó là 490.000 đồng nha mọi người. Nên là mọi người hãy nhanh tay để có thể sở hữu được bộ sản phẩm dưỡng trắng của Skin AEC nha. Và ngoài ra thì bên Skin AEC đang có chương trình tuyển đại lý, nên là bạn nào có nhu cầu muốn làm đại lý của Skin AEC thì mọi người hãy liên hệ với Skin AEC để có thể trở thành đại lý của Skin AEC nha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video review của Nguyên. Hẹn gặp mọi người vào những cái video sau nha. Cảm ơn.